Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mấy bạn nhỏ nó tự tập cái bài gì hên luồn má hay là lon má gì nè. Rồi bây giờ mình nghe nó thổi làm sao nha. Mình cũng nghe nó thấy nó hơi bậy bậy làm sao mấy bạn ơi. Rồi coi nó thổi nhạc Thái cho mình nghe nè. Rồi giờ mấy bạn đã sẵn sàng chưa mấy bạn ơi? Cái bài gì mấy bạn nói lại cho thầy nghe ơi. He gì? He gì? He. Rồi thôi giờ cái bài nó hơi kỳ kỳ. Thôi để cho nó thổi mình nghe thử nha các bạn. Rồi chuẩn bị lên kèn. Làm thử đi thầy nghe thử đi. Rồi.